Ok, bớt cho ăn chưa? Dạ. Rồi cảm giác em mấy ngày sau mà cái mặt em giờ nó trắng bệt luôn rồi. Giác của em khá là mệt. Tập lâu quá không vận động cho nên là tập lại khá là choáng. Rồi cái phần này của em hồi nãy em tập, em thấy em buốt cái đùi luôn mặc dù là em đang tập bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em có biết tại sao mà tập những cái bài tập bụng đó mà cái cơ phần mà cơ đùi ngay chỗ này nè của em nè nó bị buốt. Em biết tại sao không? Tại vì á là khi á mà hiện tại á là em đang 1m75, em 85kg mà cái phần lớn trọng lượng và cái lượng mỡ thừa nó nằm xung quanh cái phần đùi của em. Nên ở những cái bài tập mà đá chân tập tập bụng á, khi em nâng cái trọng lượng nó lên á, nó nặng đột ngột, nó bắt đầu nó mỏi. Và khi mà cơ thể em bị mỏi á, nó gây sản sinh ra cái acid lactic rất là nhiều, nó làm cho cơ thể em bị choáng. Rồi, những khi như vậy á, rồi bây giờ anh chỉ cho một cách nè. Rồi bây giờ em nằm xuống sàn này luôn đi. Em gác chân lên đây. Để máu á nó về lại cái trung khu thần kinh não của em. Đó, nằm xuống sàn gác chân lên là được. Đó, gác chân lên. Đó. Đó, em nằm vậy một xíu. Rồi, cái này á mà sau khi các bạn đã ngưng tập á khoảng tầm 2 phút, các bạn đi qua đi lại, các bạn bớt choáng rồi, các bạn nằm xuống. Rồi, cảm thấy máu nó về nó lên não lại liền không? Tại vì khi như vậy á, cái heo cái lực hút trái đất á, máu nó sẽ dồn về, nó dồn lên não của bạn lại. Vậy nó sẽ làm cho bạn đỡ bị choáng hơn. Đó. Khi bạn mới tập, các bạn sẽ rất là mệt. Nhớ là nên uống đủ nước trong khi tập, nước lọc là đủ rồi. Từ từ cơ thể của bạn quen, nó sẽ thích nghi và nó làm bạn bớt mệt hơn. Rồi lần sau cố gắng nha. Rồi, thở đi nha. Ok.